Em này là cầm đầu hơn chục em này. Quá nhiều luôn. Đây, cái mềm đang đầu. Chìm thôi, nhức hết cả đầu. Này còn khác. Căng hơn. Wow. Đẹp thế. Con đấy bay lên trên này, này. Đang vẩy cánh tít quá. Lại xuống rồi. Nó sút cái này lên. Chết nha, đã ăn rồi. Vâng, người xem clip của bố Hưng Linh.